Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức mới của chúng tôi. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua những thông tin mới nhất trong ngày nhé. Thông tin mới nhất của Phi Nhung nằm viện điều trị Covid-19. Bên cạnh việc lên tiếng về bức ảnh đang được lan truyền, phía Phi Nhung cũng thông báo tin vui tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ. Những ngày vừa qua, thông tin về tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Theo chia sẻ của một bác sĩ tại bệnh viện nơi Phi Nhung đang điều trị, tính đến thời điểm hiện tại, tình trạng của nữ ca sĩ đã có dấu hiệu tốt, cụ thể Phi Nhung vẫn đang nằm ICU. Phải thở máy và lọc máu liên tục nhưng chưa cần can thiệp đến máy trợ thở. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, những tin đồn thất thiệt liên quan đến sức khỏe của giọng ca 7X thường xuyên xuất hiện. Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao khi hình ảnh được cho là ca sĩ Phi Nhung đang nằm điều trị được lan truyền nhanh chóng. Đi kèm với bức ảnh, bài đăng còn đề cập dòng trạng thái, cập nhật tình hình sức khỏe của Phi Nhung vẫn ổn và có tiến triển tốt hơn nhé cả nhà ơi. Tuy nhiên qua xác minh, bức ảnh đang lan truyền là giả, đồng thời phía nữ ca sĩ cũng lên tiếng bác bỏ hình ảnh xuyên tạc trên. Trên trang cá nhân, quản lý ca sĩ Phi Nhung đăng kèm bức ảnh giả mạo, kèm dòng trạng thái. Ngoài ra, một người thân của nữ ca sĩ cũng lên tiếng xác nhận, hình fake nhé cả nhà ơi, hiện tại sức khỏe của chị Phi Nhung vẫn còn rất nặng, đang thở máy, lọc máu và thuốc nâng HA. Đã cải thiện hơn so với lúc chuyển viện thôi. Thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 được công bố vào chiều hôm ngày 27 tháng 8, sau khi bệnh tình của nữ ca sĩ trở nặng, được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực. Nhiều khán giả và đồng nghiệp đã gửi lời động viên, cầu nguyện cho Phi Nhung mau sớm khỏi bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến độc giả tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung.